Quang chụp giùm em tấm hình đi Quang. Em ơi, ăn ở đây hay mua về em? Mua về, em ăn nhiêu? Trăm lộn xộn. Rồi, trăm lộn xộn cho hai đứa. Rồi, Quang, ủa, đây là điện thoại đây. Chị biết rồi. Thì chị chụp cho Dung cho ba người. Này mẹ ơi. Chụp cho mấy bây giờ. Nãy giờ thiệt đó. Thả tim đi con, thả tim đi bé. Rồi cười lên nè. Rồi cảm ơn mấy em nha. Dễ thương ghê á. Bỏ bé ở sắp sao em nói gì? Chị ốm quá. Trời con bé rất là dễ thương luôn. Nó đâm vô lồng ngực tôi chị ốm quá. Chị ốm đỡ em không? Rồi đi xe đi chị trả tiền cho. Còn không chút quá gian chị về. Dễ thương quá chị ở đây chứ gì? Chị ở quận nào? Tụi em ở đâu lượn? Tây Ninh hả? Thiệt luôn hả? Rồi chút đi xe gì về? Ok ok. Ok trời ơi dễ thương quá. Ê trời ơi. Con bé nó xinh thẳng ghê cho em bóp vú cái. Em này có bóp không? Bóp luôn đi em. Em ngại hả? Ok. Ok bé. Cảm ơn em nha. Dễ thương quá. Anh ơi. Tắt máy xe để hết bình. Đúng rồi. Đợi chút xíu. Rồi Quang ơi. Gọi cho bệnh viện 192 Hàm Tử. Rồi mày khùng quá trời khùng. Bộ giống hòn giọng phu giống như chồng bỏ vậy tự nhiên. Được. Ê cái gì? Rồi quá má ơi. Đây mọi người nghĩ đây nè mọi người. Đây là một đứa BD bị chồng hất hủi, bị người nhà xô đẩy. Đó cho nên mới có cảnh tượng này. Không có đâu mọi người. Chứ sao tự nhiên đứng góc hát kìa trời. Mình nói là chị em tốt mà Phương. 12-15 năm vợ bên nhau thì không được tao sao. Gì vậy má? Ok nè. My name, how are you? See for photo. No English. No. How are you? I'm a chi guo chi tao guo chuo che me che gu che me. No. Ý là chụp mấy người á. À pho pho. À pho. One two three four pho bốn người. Ok. Pho pho là 44 à. Rồi cười lên đi chị chụp cho. Ủa chị đâu? Ủa pho mà. One two three four. Five. Ok five. And you. And you. And how are you? Okay. I'm fine, thank you. Ê, biết giống ai không? Giống ai? Ngủ Đông Công Chúa. Có bao giờ một ngày phép tìm những màu nào sẽ ngang tràn người bấy lâu em tìm. Cảm ơn em nha, con nhìn xe. Ok, quay đi em. Từ từ nha. Có bạn nha. Mấy người đó rồi. Bốn người mập. Các bạn bốn người đẹp chút xíu nha, người đẹp. Kê khách nhiều gà luôn đẹp mập. Cảm ơn mấy chị nha. Ăn luôn chứ lập xưởng á vui vẻ đúng rồi. Mở đèn lên kìa, hai kìa giống con gái quá vậy. Hai vậy hả? Cái gì hỏi chị có bầu chưa kìa. Ai hỏi em có bầu chưa? Ảo vẫn đâu chết rồi con nhỏ đi gì kỳ vậy trời. Mày đi mày không dòm đường hả mày? Trời ơi té rồi. Trời ơi anh ơi. Em té vào lòng anh rồi. Mày té kỳ quá. Mày té. Thôi đi. Đồ lắm á Phượng. Chưa hết rồi. Anh đi đâu vậy? Trời ơi. Sao mũi. Con này. Má ơi. Bà nói không có được đụng vô người khách nghe không vậy? Anh đi đâu vậy? Đỡ em dậy thôi. Cục cơ. Trời ơi. Cảm ơn anh nha. Đỡ em dậy đi. Hồng Phi vậy đó. Ủa alo. Alo. Ủa nói chứ anh gọi đâu vậy? Thôi đi qua với anh. Trời ơi. Chết rồi, đẹp trai quá. Trời ơi, cộng tươi. Đi qua đi, anh ăn cái viên chiên miễn phí đi, kêu thoải mái nhanh nha. Mấy đứa. Cái viên chiên miễn phí. Cái viên chiên miễn phí. Ăn thoải mái. Kêu thoải mái. Rồi ngồi đi anh. Có kêu đào kêu em nha. Hả? Chết được cực phẩm. Mấy chị lụm ở đâu vậy? Hả? Mấy chị lụm ở này đâu vậy? Rồi vậy chút em mượn lại, em xin lại em gớt á. Em gớt ảnh á, giờ em xin lại. Nói chứ dễ thương quá, đẹp trai nữa. Coi clip em hoài đúng không? Mê lắm hả? Nói lại coi, anh mê lắm. Trời ơi, hồi chết rồi, tới công chuyện luôn. Tới công chuyện. Rồi bắt tay rồi chị ơi. Em giờ nãy giờ em thay 4 miếng tả rồi đó. Cái gì mà đẹp dữ vậy trời. Đẹp là đẹp thế nào? Ý là ngon miệng á. Ngon. Dạ đúng rồi, ngon miệng với giới của em á. Làm giờ ngon mày đúng rồi, đúng rồi, vui vẻ không quạo luôn. Vui vẻ không quạo. Đúng rồi đó. Dễ thương. Có bạn gái chưa? Hả?
chưa có gái. Em xin giới thiệu với anh, em tên là Tí Nị, chưa có bạn trai. Không phải Tí Nị. Cái gì tôi có bữa tôi có là cái gì mà em là... Ý anh nói là Tí Đô hả? Hả? Em bự con hay sao? Hả? Ủa đen. Ủa ông nội. Đang có khách ông nội. Kêu kỳ vậy. Hôm bữa nghe cái gì đó. Cú đen là em của em. Em tên là Thu Phương. Hôm bữa Vũ cái gì Thu mà Phương. Nghe cái gì kiên 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 kiên. Kiên Trần hả? Ờ, kiên Trần nó chết rồi, đừng có kêu nó nữa. Nó chết rồi. Quả thiêu nó rồi. Sao vậy? Dạ. Sao quả thiêu đúng vậy? Rồi, em hết duyên với nó rồi, bây giờ là duyên đến với anh. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Tay hơi lâu nha. Anh ơi, khúc đó mình cắt. Ủa, nãy em nhét em lộn tay anh 500 ngàn, em kêu đừng có nói tay em lông mà. Tay hơi lông nha. Không có. Nãy là biết giờ ông Photoshop á, chứ không có lông gì hết. Ông Photoshop hả? Dạ đúng rồi. Nói chứ nhiêu tuổi anh? Hả? 26. 26 tuổi hả? Nhà đâu lận? Hả? Tân Phú. Tân Phú. Chưa hết rồi má ơi. Có anh em gì không? Hả? Có. Trời ơi, đẹp quá chị ơi. Mờ lem, mờ lem. Mờ lem. Đi lễ mẹ đi, một chút nữa mẹ làm độ này rồi mẹ về. Trời con em nó đi theo hoài, không biết sao em làm nữa thiệt luôn á. Nó kêu bằng cái gì mẹ hả? Mẹ. Chà. Nó vui nó kêu mẹ, nó buồn nó kêu ma. Được không? Cái mặt em vậy anh thấy giống ma, giống mẹ. Không, đang suy nghĩ là sao cho bú. Trời ơi. Anh này thì dễ mà, pha sữa rồi mình bỏ vô bình cho con bé nó bú. Đúng rồi. Anh này thật là đáo để. Nói chưa, cảm ơn xã nha. Cảm ơn anh. Lễ lâu chưa anh chị, lễ lâu chưa? Dạ dạ. Cảm ơn chị nha. Có Dũng gì hay là có muốn kêu gì kêu em nha. Cảm ơn chị miễn phí mà. Đúng rồi, miễn phí ăn thoải mái. Anh có muốn xúc bình xăng thì lên lầu 1 với em. Đúng rồi. Cái đó bên em là có dịch vụ đủ thứ hết. Hôm nay là bên em là có chương trình combo 150. Tặng điểm bơm lý hại với có Z với lại đá trứng cút nút trứng cá. Thì bây giờ bà chủ em và má mì đã về rồi. Má mì em là cô chức đã về rồi. Thì bây giờ đào lên em là có BD 8 mấy ký, anh chịu không? Ê cô. Trời ơi má tôi. Lớp Facebook bà nè. Kêu cu đen. Trời ơi, cái gì vậy bà? Nãy vừa bé đó kìa. Quá trời ơi, cái lông phú em gừng quá hả? Đây. Cái lông phú em gừng quá. Dễ thương. Bà mới vừa khen tôi. Bà khen tôi hay bà đâm vô bụng tôi đây. Chụp hình với bà từ lúc còn cái xe một năm. Ồ đúng rồi, cảm ơn nhiều nha. Trời mưa trời gió. Không mà nha. Thiệt á hả? Ừ. Trời ơi thiệt á. 300 ngàn tiền gáp. Trời ơi. 300 ngàn tiền gáp đó. Ôi chết rồi, ăn từ bên quận 5 tới quá qua tới quận 10 nè. Ăn từ lúc mà trời mưa tới lúc trời nắng nè. Đây mới là bạn tốt nè, thiệt á. Tình nghĩa anh em bao năm đậm sọc. Đi đâu vậy? Em mượn chị về tối nay được mọi người. Ủa là tôi về luôn hả? Ờ chị về với em. Về đâu vậy? Ủa vậy chứ khách hàng là thượng đế mà mượn có bà mà không cho sao. Ủa? Được. Ai là bây giờ tôi đi về nhà bà luôn hả? Tối nay về em nhảy với chị. Xu vậy? Vậy ừ. Bữa nay tôi đang bị sao nhảy được? Bị mai đi. Hôm nay bị kẹt. Ừ. Hôm nay kẹt đèn xanh. Kẹt đèn xanh. Ở chứ về vui vẻ nha. Dạ, okay. Chạy từ từ thôi, đừng trai qua mặt hết. Dạ em bóc đầu không mà chị. Ôi trời ơi. Chạy từ từ thôi đừng có bóc đầu. Xe hai bánh mình chạy một bánh thôi. Nha. Giờ con mang có bắt đừng nói tên chị. Cảm ơn tụi em nha, vui vẻ. Đó khách rất là dễ thương nha mọi người nha. Anh chị này ăn từ lúc mà Thu Phương còn bán ở quận 5 á, tại bệnh viện trung tâm chính thương chỉnh hình, thì qua tới quận 10 tại anh chị này ăn lúc đó em còn ở bán lòng lề đường ở dưới bệnh viện chỉnh hình đó, lúc đó trời mưa em còn nhớ em tấp vô lề đó, được anh chị này đi gáp xuống 300 ngàn để mà ủng hộ Mão 200-300 ngàn. Ăn tới 200-300 ngàn mà đi có 2-3 người thôi. Cái anh chiên nè anh. Rồi đi luôn. Ôi, anh ơi. Lấy xe hả? Lấy xe hay lấy em? Lấy xe cho khách rồi bé ơi. Rồi đi lại đi với em đi mọi người ơi. Trời hôm nay tự nhiên năng lượng quá trời luôn. Đó cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thạch dừa xuống đúng không? Đâu thạch dừa xuống đâu. Coi chừng xe đó con. Thôi bây giờ không là mất lưỡi thì em cũng có gì nữa. Thì bây giờ thì em cũng chuẩn bị lên xe để mà đi về. Thì bye bye mọi người nha. Thì xin giới thiệu với mọi người đây là chiếc xe gì anh Hưng chị? Toyota hay Mercedes? Mercedes. Ok, thì đây là chiếc xe Mercedes. Gì Mercedes? Mercedes. Đây là chiếc xe Mercedes mà em ông xã em mới tậu cho em. À, có giá là 4,960,75,08 ngàn đồng nha mọi người nha. Thì đây là chiếc xe 4 bánh như mọi người đã thấy rồi đó. Thiết kế kiểu rất là sang trọng đây. Xe có máy hiên đàng hoàng nha mọi người nha. Như em không nói thì mọi người cũng đã biết thì xe có máy hiên luôn. Thì mọi người lái thì mọi người sẽ không bị trời nắng hoặc là không bị trời mưa. Thì ngoài máy hiên ra mình sẽ được cặp kính chiếu hậu, được 4 cái bánh xe. Đó mọi người thấy không? Đó thì em chuẩn bị vào xe để mà lái một vòng để mà test xe. Đây là xe của ông xã em bên nước ngoài tặng cho em. Thì đây cũng là kỷ niệm đầu tiên đó mọi người thấy không? Đó. Em mơ á. Ý là chiên cái viên chiên nhiều quá cái em hửi khói nhiều quá anh bị. Ok chị. Chụp đi con. Chụp đi con. Chụp nhiều tấm cho mẹ với gì vậy? Đúng rồi.
đó, để mẹ về quê với vậy, mẹ về nhà mẹ phe với bạn bè, mẹ nói là mẹ đang chụp với giai độ cu đen. Con chụp chưa? Được chưa? Nãy giờ con chụp chưa vậy? Dạ. Ờ rồi thôi vậy, ok, cảm ơn. Bye bye cu đen. Cái gì vậy má? Có sao không vậy? Có sao không vậy má? Nắng ban mai lùm lên. Cái bài đó tao hát thích lắm nha không? Không phải. Khúc này như tao hát tặng mày. Đừng buồn em hơi đừng khóc. Miệng bướm. Giao cho em đam mấn đi người yêu. Em của chị cũng không được yêu đúng. Mày chua quá. Mày ho lắm. Mày chua quá. Ủa dễ thương quá. Mấy hãng rồi vậy? Ủa dễ thương quá à. Hello hello. Ok ok anh. Để mai đi được không? Chó rồi. Đây là anh chị có một bé gái 4 tháng à. Dễ thương quá à. Baby ơi, baby à. Baby ơi. Cô chụp với ba nha. Cho mượn ba chút xíu nha. Chụp với ba nha. Ai chụp hai người? 2, 3. Chụp mấy tấm đi ông nội này, trai đẹp sao tao ghét ghê vậy trời. Hôm bữa đang tao lòn tay 50 ngàn. Đó người tao nói trai đẹp mà chụp cho mười mấy tấm, còn ai mà su su thì chụp 1-2 tấm thôi, dặn hoài cũng vậy à. Mặt biến sắc lẹo quá à. Là chụp mấy tấm rồi? Chụp thêm 4 tấm nữa, trai đẹp mà. Rồi kiểu mới đi, kiểu mới. Ok, cảm ơn chị nha, dễ thương quá. Coi clip em hoài luôn đúng không? Dạ. Đẻ nữa đi Phương. Dễ thương quá, em bé dễ thương quá. Em bé tên gì vậy chị? Tên cu đen. Quyền Anh. Quyền Anh hả? Trời ơi chết rồi Quyền Anh ơi. Mau ăn, mau ăn trắng lớn nha, dễ thương nha. Nha Quyền Anh. Chuột đi. Chỗ của tao làm ăn. Quyền Anh ơi. Quyền Anh à. Ôi trời ơi kìa. Quyền Anh ơi. Quyền Anh à. Quyền Anh ơi cút à. Trời ơi chảy nước dãi luôn kìa. Trời. Bye bye con đi, bye bye. Bye bye con. Dễ thương quá chị ơi. Cục vàng á, cục vàng của ba mẹ. Tối nay con ngủ với mẹ nha. Cô Phương ngủ với ba. Con bé nó dễ thương, nó cười là nó đồng ý đó chị. Chúc qua nhà em nha. Dễ thương quá. Rồi bye bye cả nhà nha. Bye bye tất cả mọi người luôn. Cảm ơn mọi người đã luôn thương yêu và ủng hộ các anh YouTube nha mọi người. Hẹn mọi người vào ngày mai. Thì hôm nay là thứ 6, cũng cuối tuần rồi, ngày mai là thứ 7. Thì khi mà clip này đăng lên thì mong là anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác ở xa cũng như ở gần đó, mọi người có đi chơi hay đi bơi hay chơi đánh gôn nè, đánh tennis nè, hay chơi cầu lông, chơi bóng gỗ, chơi bóng chuyền, chơi video môi đó, mọi người rảnh rỗi thì mọi người cứ ra 258 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 nha mọi người nha. Bye bye tất cả mọi người. Chúc cả nhà có một buổi tối thứ 6 cuối tuần an lành và hạnh phúc. À, Quang ơi, anh giỡn kỳ quá à. Cái gì vậy? Con nó đạp nè. Em không biết con mèo hay con trâu. Nói chứ bye bye mọi người nha. Chúc cả